Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Và bữa nay sẽ cập nhật tình hình để mọi người cùng theo dõi. Và trong 24 giờ qua, tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh đã ghi nhận thêm 399 ca dương tính mới, trong đó có 5 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 77 ca trong khu phong tỏa và 317 ca trong khu cách ly. Cụ thể, thành phố Biên Hòa vẫn nhiều nhất 226 ca, huyện Nhân Trạch 81 ca, huyện Trảng Bom 53 ca, huyện Vĩnh Cửu 7 ca, huyện Long Thành 11 ca, huyện Cẩm Mỹ 2 ca, huyện Định Quán 2 ca, huyện Tân Phú 6 ca, huyện Thống Nhất 1 ca và thành phố Long Khánh 4 ca. Riêng huyện Xuân Lộc không ghi nhận ca mắc mới. Và trong 5 ca ghi nhận tại cộng đồng, 1 ca ngụ tại ấp 10 xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, 1 ca ngụ tại ấp 5 xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, 1 ca ngụ tại ấp 4 xã Long An, huyện Long Thành liên quan đến ổ dịch cộng đồng tại địa phương đã kiểm soát nguồn lây, 1 ca ngụ tại ấp Phú Lâm 1 xã Phú Sơn, huyện Tân Phú được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại Sở Y tế, nguồn lây liên quan đến nhà trọ công nhân huyện Trảng Bom, 1 ca ngụ tại ấp Bích Long 3 xã Gia Tân 2, Thống Nhất phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Sở Y tế, đang điều tra dịch tễ. Và trong 77 ca trong khu phong tỏa ghi nhận nhiều nhất tại phường Long Bình 9 ca, Quang Vinh 9 ca, Tam Hiệp 9 ca, Trảng Dài 8 ca và thị trấn Hiệp Phước huyện Long Thành 10 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại Đồng Nai đến lúc này là 58.110 ca. Trong 24 giờ qua có trên 1.078 ca bình phục, nâng tổng số ca bình phục lên 44.720, không có ca tử vong. Về tình hình chích vaccine, chúng ta đã chích mũi 1 được trên 2.485.901 liều, trong đó có 795.855 người đã tiêm đủ liều. Tiếp theo thì tôi sẽ cập nhật tình hình biểu đồ toàn tỉnh để mọi người cùng theo dõi. Biểu đồ toàn tỉnh Đồng Nai tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2021. Trong 24 giờ qua, toàn tỉnh đã ghi nhận thêm 399 ca, nâng tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư là 58.110, số trường hợp F1 là 24.135, số trường hợp F2 là 32.754, số ca tử vong là 512, số ca bình phục khỏi bệnh là 44.720. Trong 24 giờ qua, các huyện, thành phố ghi nhận như sau. Thành phố Biên Hòa tăng 226 ca, huyện Vĩnh Cửu tăng 7 ca, huyện Trảng Bom tăng 53 ca, huyện Nhân Trạch tăng 81 ca, huyện Long Thành tăng 11 ca, huyện Thống Nhất tăng 1 ca, thành phố Long Khánh tăng 4 ca, huyện Xuân Lộc không ghi nhận ca mắc mới, huyện Định Quán tăng 2 ca, huyện Cẩm Mỹ tăng 2 ca, huyện Tân Phú tăng 6 ca. Và bên cạnh đó thì chúng ta ghi nhận thêm 6 ca ngoại tỉnh. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn thành phố Biên Hòa cập nhật đến 17 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực thành phố Biên Hòa số ca đã tăng thêm 226 ca, nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ tư tại thành phố Biên Hòa là 25.084, số trường hợp F1 là 2.792, số trường hợp F2 là 40.673, số ca tử vong là 213 và số ca bình phục là 17.630. Đến lúc này, các khu vực trong thành phố Biên Hòa số ca tăng như sau. Khu vực phường Long Bình tăng 22 ca, Tam Phước tăng 18 ca, Long Bình Tân tăng 24 ca, An Bình tăng 8 ca, Hóa An không ghi nhận ca mắc mới, Tân Biên tăng 19 ca, Hố Nai tăng 18 ca, Trảng Dài tăng 14 ca, Tân Phong không ghi nhận ca mắc mới, Tân Hòa tăng 38 ca, Tam Hiệp tăng 24 ca, Quang Vinh tăng 10 ca, Tân Hiệp tăng 1 ca, Bửu Hòa không ghi nhận ca mắc mới, Trung Dũng tăng 1 ca, Bình Đa tăng 1 ca, Long Hưng không ghi nhận ca mắc mới, Phước Tân tăng 1 ca, Bửu Long tăng 2 ca, Tân Vạn tăng 5 ca, Tân Mai và Hòa Bình không ghi nhận ca mắc mới, Quyết Thắng tăng 1 ca, Tam Hòa tăng 14 ca, An Hòa tăng 4 ca, Thống Nhất, Tân Hạnh, Hiệp Hòa không ghi nhận ca mắc mới, Tân Tiến tăng 1 ca và cuối cùng là Tham Bình không ghi nhận ca mắc mới. Lúc này thì mọi người có thể nhìn thấy 3 khu vực vùng nguy cơ tại thành phố Biên Hòa, còn duy nhất đó chính là An Bình, Tân Hòa và Tam Hiệp. Các vùng màu vàng gồm có Tam Phước, Hố Nai, Bình Đa, Long Hưng, Bửu Long. Khu vực vùng xanh rất là nhiều, gồm có Long Bình Tân, Hóa An, Tân Biên, Trảng Dài, Tân Phong, Quang Vinh, Tân Hiệp, Bửu Hòa, Trung Dũng.
Tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Định Quán cập nhật đến 17 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Định Quán đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới. Khu vực huyện Định Quán lúc này đã phủ hết một màu xanh. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Định Quán là 298. Số trường hợp F1 là 97, số trường hợp F2 là 71, số ca tử vong là 6 và số ca bình phục khỏi bệnh là 193. Khu vực huyện Định Quán lúc này đã trở về trạng thái bình thường mới. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Xuân Lộc không ghi nhận ca mắc mới. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Xuân Lộc là 322, số trường hợp F1 là 86, số trường hợp F2 là 494, số ca tử vong là 4 và số ca bình phục khỏi bệnh là 292. Khu vực Xuân Hòa đến lúc này đã chuyển sang màu xanh và huyện Xuân Lộc lúc này đã phủ hết một màu xanh và trở lại trạng thái bình thường mới. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Thống Nhất cập nhật đến 17 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Thống Nhất đã ghi nhận thêm một ca dương tính mới. Và tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại huyện Thống Nhất là 580. Số trường hợp F1 là 1767, số trường hợp khỏi bệnh là 528, số ca tử vong là 13. Hai khu vực màu vàng tại huyện Thống Nhất là Gia Tân 1 và Dầu Dây lúc này đã chuyển sang màu xanh. Và lúc này huyện Thống Nhất đã phủ hết một màu xanh và khu vực huyện Thống Nhất đã trở về trạng thái bình thường mới. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn thành phố Long Khánh cập nhật đến 15 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Và trong 24 giờ qua, khu vực thành phố Long Khánh ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới, thuộc Bình Lộc 3 ca và Suối Tre là 1 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại thành phố Long Khánh là 371. Số trường hợp F1 là 119, số trường hợp F2 là 55, số ca bình phục khỏi bệnh là 327 và số ca tử vong là 6. Đến lúc này, thành phố Long Khánh cũng đã phủ hết một màu xanh và đã trở về trạng thái bình thường mới. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ cập nhật đến 17 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Và đến lúc này mọi người có thể thấy 3 khu vực Xuân Tây, Xuân Đông và Sông Ray từ màu vàng đã chuyển sang màu xanh và khu vực huyện Cẩm Mỹ đã chuyển hết thành một màu xanh. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Cẩm Mỹ đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới thuộc Xuân Tây 2 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Cẩm Mỹ là 280. Số trường hợp F1 là 128, số trường hợp F2 là 230, số ca tử vong là 6 và số ca bình phục khỏi bệnh là 196. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Tân Phú cập nhật đến 17 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Khu vực huyện Tân Phú lúc này còn một khu vực, đó chính là Phú Lâm, đang là vùng nguy cơ cao. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Tân Phú đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính mới. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Tân Phú đến lúc này là 150 ca. Số trường hợp F1 là 116, số trường hợp F2 là 1588, số ca tử vong là 0 và số ca bình phục khỏi bệnh là 39. Hy vọng trong những ngày tới, khu vực Phú Lâm sẽ chuyển sang màu xanh để có thể trở lại trạng thái bình thường mới. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Trảng Bom cập nhật đến 17 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Trong 24 giờ qua, khu vực huyện Trảng Bom số ca tăng thêm 53 ca, tập trung ở các vùng cam như là Hố Nai 3, 19 ca, Bắc Sơn 4 ca, Sông Chầu 11 ca, thị trấn Trảng Bom 19 ca. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại huyện Trảng Bom là 5.267, số ca F1 là 229, số trường hợp F2 là 46, số ca tử vong là 24 và số ca bình phục khỏi bệnh là 4.479. Khu vực huyện Trảng Bom lúc này còn Hố Nai 3, Bắc Sơn, Sông Chầu và thị trấn Trảng Bom là vùng nguy cơ cao. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Vĩnh Cửu chỉ ghi nhận thêm 7 ca dương tính mới. Khu vực huyện Vĩnh Cửu lúc này đã chuyển sang màu vàng
các khu vực Thiện Tân, Thạch Phú đã màu vàng và các xã khác đã chuyển hết sang màu xanh. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Vĩnh Cửu đến lúc này là 10.117 ca. Hy vọng rằng trong những ngày tới, khu vực xã Thiện Tân, xã Thạch Phú và xã Tân Bình sẽ chuyển sang màu xanh để mọi người có thể trở lại trạng thái bình thường mới. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Long Thành. Và trong 24 giờ qua, khu vực huyện Long Thành đã ghi nhận thêm 11 ca dương tính mới, thuộc thị trấn Long Thành 1 ca, xã An Phước 9 ca và khu vực xã Long An là 1 ca. 1 ca tại xã Long An là ngụ tại ấp 4. Đây là trường hợp liên quan đến ổ dịch cộng đồng tại địa phương và đã được kiểm soát nguồn lây. Khu vực huyện Long Thành lúc này đã chuyển sang màu xanh và trở về trạng thái bình thường mới. Tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại huyện Long Thành là 1.140 ca. Biểu đồ tiếp theo là biểu đồ trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Khu vực huyện Nhơn Trạch trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 81 ca dương tính mới. Và tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại khu vực huyện Nhơn Trạch là 14.151. Và một tin vui là Đồng Nai đã quyết định gỡ phong tỏa toàn bộ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch từ 0 giờ ngày 16 tháng 10. Và từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10, các huyện thành phố sẽ tiêm 140.000 liều Pfizer cho người trên 65 tuổi, bà bầu nuôi con nhỏ mũi 1 và mũi 2, hơn 400.000 liều AstraZeneca tiêm mũi 2 cho người đã đủ thời gian. Và trên đây là cập nhật tình hình trong 24 giờ qua tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay ngày 16 tháng 10 năm 2021 để mọi người cùng theo dõi. Và đến đây kênh Đồng Nai quê tôi xin gửi chào tạm biệt đến tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người vạn sự bình an và nhiều sức khỏe. Và nếu yêu mến kênh Đồng Nai quê tôi, mọi người có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai quê tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại.